Chúng ta mà đã có đàn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ chơi được nha quý anh chị và các bạn. Chỉ cần mỗi tối chúng ta siêng năng một xíu, chúng ta chạy ngón cho nó êm chút xíu thôi, không có mất nhiều thời gian của anh chị đâu. Lấy ra chúng ta chạy cua bò ha, sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước, tay trái trước nha chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè, ví dụ em ơi có bao nhiêu là âm son trưởng G nè, 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê, 20 năm đầu si đồ trưởng sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Bất kỳ bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 phút. Không cần biết bài này điều gì, nhịp gì, mình cứ chuyển đi dòng Việt như lại xuống này. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu quê, qua đèo Hải Vân mây bay đêm núi. Cũng như là cho chúng ta một like. Chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà chúng ta chọn được cái dây đàn chính hãng thì chất lượng âm thanh của nó chúng ta cảm thấy cũng được an tâm hơn. Đây là dây acoustic dây kim loại, là chính hãng thì nó sẽ có chút khắc gì malic nha, có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta. Và dây chính hãng thì chúng ta sẽ được là hai bộ này chỉ 150.000 thôi, và được tặng kèm giáo trình đi theo nè. Giáo trình mới nhất là tặng kèm cái tay quay để chúng ta có cái rảnh nè, chúng ta tháo mấy cái chốt này ra dễ dàng. Tay quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè, vô dây quấn nhiều vòng cho nó đẹp và nó nhìn nó bắt mắt nè. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tặng thêm một cái hộp bích để chúng ta dán vào đây luôn. Đó, đó 150.000 thôi. Hai bộ dây acoustic nè, giáo trình nè, rồi hộp bích, hai cái bích khẩy nè, rồi tay quay nữa. Quý anh chị các bạn có thể đặt nhanh tay, đặt bên dưới nha, nhanh tay. Không có cần phải tập gì nhiều, chỉ cần ba thế tay hợp âm 1.000 năm. Đối với giọng nam, có quạt nhịp 24 rất là quen thuộc, xuống 6 dây, lên đá nhẹ lên, chặt vô, lên, cứ như vậy nha, xuống lên, chặt lên. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình có nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tìm một con đường trắng trên mình, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Chỉ cần làm quen với những thế tay hợp âm và mỗi ngày tập một chút cùng với chương trình Guitar 5 phút, nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh đi xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta một like nha. Dạ thưa quý vị, mỗi lần mà nhà em muốn hát karaoke ha, đây dây rất là dài nhưng mà rất lòng thòng mà chỉ có một cái micro thôi, nên là em không xài cái micro có dây nữa. Bây giờ là đời mới rồi, xài micro không có dây. Bật lên nè cho nó sáng đèn và xài hai cái micro không dây luôn. Cục này thì chúng ta cắm vô loa kẹo kéo hay là cắm vô bất kỳ âm ly nào cũng được. Cắm chắc xin phép đi xa để thử một lúc hai micro cho mọi người xem nha. Tình yêu đó vội phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ người nhớ tôi không cho tâm tình thường hay ngó trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Micro đời mới thì rất là tiện lợi luôn, chúng hết pin thì chúng ta sạc trực tiếp trên cái micro này luôn là tuyệt vời, không cần phải mua pin gì hết. Cặp micro nha, hai cái micro thế hệ mới nhất luôn, chỉ với giá 599.000 đồng miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị có thể đặt hàng nhanh tay ở bên dưới ạ. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây.
đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại 7 ngày học guitar điểm hát. Chúng ta phải có một cái tư thế ngồi thẳng lưng, thả lỏng. Chỉnh dây đàn hoàn toàn miễn phí guitar tuna. Chúng ta nhấp vào. Khi mà chúng ta nhấp vào mà thấy nó có cái biểu tượng này thì chúng ta kéo qua bên trái. Sau trên này có một dấu X, chúng ta bấm tắt là chúng ta hoàn toàn chỉnh miễn phí nha, không cần tốn phí gì hết. Đấu nè, đó thì chúng ta chỉnh cái khóa nào nó sẽ chỉ chúng ta luôn. Khóa số 6, chữ E ở giữa là đúng nha. Dây 5 cũng vậy, hiện chữ A ở giữa là đúng. Nếu nó chưa lên tới thì chúng ta phải tăng cho lên tới. Bước tiếp theo là chúng ta tập luyện ngón, chạy ngón cua bò thì chúng ta đánh lên đánh xuống, hoặc là chúng ta hoàn thiện hơn luyện cả bích và tay. Cái bước này chúng ta đều phải thực hiện mỗi ngày, liên tục trong vòng 7 ngày nha. Đọc qua tới giáo trình, đọc sơ qua giáo trình mà chúng ta sấy ở ngoài sau của giáo trình có tất cả là 6 thế tay hợp âm. Chúng ta cứ bấm theo những cái thế tay hợp âm này. AM rồi DM, ta bấm đăng ký theo dõi kênh để